thì cần nhất một cái công cụ, một cái platform. Như được biết thì Shopee là một có cái trung tâm xử lý đơn hàng sẽ giúp cho người ta. Cái quan trọng nhất tôi thấy rằng hiện nay bây giờ có rất là nhiều các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, và luôn luôn các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các phóng viên báo chí cũng thường hay hỏi rằng đối với nguồn gốc của hàng hóa như thế nào, đảm bảo chất lượng hay không, rồi bán hàng trên livestream nhưng thực tế giao hàng không có đúng, thì cái đó là thường xuyên có những câu hỏi như vậy. Thì được biết là Shopee cũng thông qua các hệ thống tư vấn viên không phải là chỉ có livestream bán hàng, tư vấn viên là hướng dẫn cho người sử dụng như thế nào, thì chắc chắn những cái sản phẩm đó phải có cái sự cam kết, và cam kết là những cái người seller trên Shopee là phải làm đúng cái policy, cái chính sách của Shopee đưa ra. Và như vậy thì thứ nhất là có được cái nguồn hàng để cho những người kinh doanh mà họ không phải đi tìm. Cái thứ hai là chất lượng sản phẩm đã được kiểm duyệt và được hệ thống của Shopee đảm bảo, thì cái người bán hoàn toàn yên tâm, được đào tạo hướng dẫn về cái cách thức bán hàng cái sản phẩm này, được đào tạo về sản phẩm, đào tạo về kỹ năng. Như vậy thì thực sự ra tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái phao trong lúc này để giúp cho rất rất nhiều những người kinh doanh online tự thân, là những người cá nhân kinh doanh online. Và Shopee đã làm được những điều đó, thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà tất cả những người kinh doanh online cá nhân lại không áp dụng. Nhưng có điều là làm sao để lan tỏa, để cho mọi người biết đến thông qua những cái chương trình đào tạo của hiệp hội, thì tôi nghĩ rằng Shopee nên tham gia và sẽ đồng hành cùng với hiệp hội để cung cấp cái giải pháp cho mọi người.